Ở trong trước không? Không đi. Tự nhiên con để ở nhà họ lấy đi mất rồi. Bây giờ chị đang đi tìm con à? Chị đang gặp em thôi. Chắc là cũng ở gần đây thôi chị ạ. Chắc là ta bế đi chơi thôi, vậy thôi. Chị tìm không thấy. Thôi chị đói à. Chị đợi em một tí nhá. Bà bố hắn nấu bây ta ăn cần hơi cao bố hắn có để lúc cổ trà lúc nè cổ trà lúc ngoài đấy luôn à, chăm sóc lúc đấy để chắc cứ mẹ nữa nè đâu
Con à? Có anh thấy đấy, ở trong chưa cơ? Không đi. Ở kia anh dẫn em đi nhé. Ừ, kia anh đi nhé. Anh đi tìm con nhé. Đi đi em đi trước đi. Không, cứ đi theo anh ở trong này thôi đi.
kia. Ếch ở đâu? Ếch ở đâu? Ếch ở kia. Ếch to không? Ố, ai ở kia đấy? Ơi, chị gì ơi? Sao đấy chị? Chị gì ơi? Chị ơi, dậy đi chị. Sao này? Chị ơi. Bị sao này chị ơi, dậy lên nào. Chị ơi. Sao thế? Chị ơi, tỉnh lại đi chị. Chị ơi. Chị ơi. Bị sao ấy chị ơi? Chị sao? Con ơi. Con ơi, chị bị sao? Con em mà. Chị mất con, mấy ai lấy con mất rồi. Cố gắng lên chị, giữ gìn sức khỏe còn đi tìm con chứ. Chị có đi được không? Đi cẩn thận nhé chị ơi. Hẹn gặp mấy mẹ chị nhá. Thì nhà với bố thôi nhỉ. Ui trời. Tại xã Lục Quá Hành. Quán tỏa mê tên hết thuê mô. Vừa ba thử ba thôi. Thôi, con nào Lục hết thuê đấy. Ôi mà. Thank you.
con rồi. Con đã. Con của tôi đi. Mà anh trả lại con cho tôi. Đi, đi, đi. Con ơi. Con. Đi. Anh mở cửa. Đi đi không anh. Con cho tôi. Con tao nuôi. Đi. 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 Đi.